Câu hỏi 11. Hệ thống Rail Skyway đảm bảo những gì và điều này được xác nhận như thế nào? Chúng tôi không đưa ra bảo lãnh, thậm chí không một công ty đại chúng hoặc công ty cổ phần nào đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Đây là thị trường, hôm nay bạn đang thịnh vượng, ngày mai bạn phá sản. Đó không phải là một ngân hàng, nó không phải là một dạng hoạt động khác, đó là một công ty. Muốn làm việc và sẽ làm việc trong một thị trường nhất định và muốn thị trường mở rộng, phát triển. Và đây là sự đảm bảo, không phải là một sự đảm bảo. Giả sử cho tôi, giá trị bảo lãnh của tôi là gì? Không có gì. Sự đảm bảo có thể được đưa ra bởi công ty, sẽ đưa ra công nghệ ra thị trường quốc tế, sẽ chiếm thị phần và sẽ bảo vệ mở rộng nó trong 100 năm. И вот это, как бы, охранять, защищать и расширять 100 лет, допустим. Вот какую, Coca-Cola có loại đảm bảo нào 125 năm trước khi họ mua công nghệ Coca-Cola với giá 5 đô la? Một thành phần nhất định được viết, những gì và làm thế nào để đổ, để trộn, để làm nóng và có một thức uống. Một số loại đảm bảo có thể được đưa ra. Giữ bí mật thành phần của thức uống, bí quyết. Họ biết, chúng tôi không biết. Và bán đồ uống này trong 125 năm và mở rộng thị trường, họ đã kiếm được 1.000 tỷ đô la. 1.000 tỷ. Và bây giờ hãy tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ lặp lại điều này chỉ với công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi biết làm thế nào để làm điều đó. Chúng tôi có thể làm điều đó. Chúng tôi đã cho thấy sản phẩm trên các địa điểm thử nghiệm. Và ở đó, mua nó và chúng ta phát triển hơn nữa. Chúng ta phải tiến lên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nếu chúng ta dừng lại, người Trung Quốc sẽ vượt lên trước chúng ta và chúng tôi sẽ có một giấy chứng nhận danh dự mà chi phí không có gì. Do đó, cần phải phát triển thị trường, bảo vệ và tiến lên mọi lúc. Bây giờ, nếu chúng ta làm, chúng ta muốn làm điều đó và không phải bản thân chúng ta và cùng với các nhà đầu tư, đó là một đội. Sau đó, chúng ta có triển vọng phát triển thành công ty lớn nhất thế giới với doanh nghiệp lớn nhất, với số lượng nhân viên lớn nhất. Theo ước tính của tôi, công ty này trong 15 đến 20 năm, 5 triệu người làm việc. Đến lúc đó, chúng ta phải xây dựng hàng triệu km đường. Doanh thu từ việc này sẽ là hơn 1.000 tỷ đô la. Ngày nay không có công ty nào như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là bằng cách vẫy một cây đũa thần. Nhưng điều này không có nghĩa là bằng cách vẫy một cây đũa thần, chúng ta sẽ đến với một số giấy tờ hoặc sự bảo lãnh của ai đó, không. Nhưng chúng tôi đang đưa ra một sản phẩm không có trên thế giới, như lúc Boeing đưa ra sản phẩm máy bay, như Steve Jobs đã cho sản phẩm iPhone. Và sản phẩm này sẽ được mua bởi vì nó có một thị trường toàn hành tinh, tất cả các quốc gia. Và với chính sách tiếp thị có thẩm quyền, chúng tôi sẽ giành được thị trường này ít nhất 50%. Đó là những gì mang lại sự đảm bảo, tất cả cùng nhau và không phải là sự đảm bảo cụ thể của cá nhân nào đó.